Thâm dạ thư ốc chương 209, không ai nhận điện thoại. 2. Mà lúc này, kết cục của tên võ sĩ cuối cùng có vẻ giống với kết cục của con gà ăn mày kia. Này là thế nào? Hiển nhiên Bạch Oanh Oanh còn chưa hiểu lắm. Hắn cũng bị đè chết rồi sao? Một tên quỷ võ sĩ vừa hô phong hoáng vũ, cứ bị đập chết như vậy sao? Chuyện này cũng giống như mấy bóc phản diện trong phim truyền hình được miêu tả vô cùng trâu bò, kết quả còn chưa lên sân khấu đã bị nghẹn chết khi ăn cơm, khiến người ta cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Tiểu Lô Ly quỳ một chân xuống đất, cúi đầu với bức tượng điêu khắc đã sụp đổ trước mặt, đây là một phương thức để quỷ sai biểu đạt lòng kính trọng của mình. Tào Đỉnh đã thiêu đốt pháp thân, ông ấy vốn có thể trở thành tồn tại như Bạch Phu Nhân hay như miếu thần của Thanh Y Nương Nương. Trên thực tế công đức của ông ấy cùng với hương khói nhang đèn mà người thông thành cống hiến cho ông ấy suốt mấy đời kia, khiến công trạng của ông ấy còn cao hơn hai người trước rất nhiều nhưng ông ấy lại bỏ đi tất cả chỉ vì lôi kéo vong hồn của tên võ sĩ này cùng hồn phi yên diệt ngay cả cơ hội xuống địa ngục mưu cầu một chức quan ông ấy cũng vứt bỏ bạch oanh oanh nghe vậy lập tức sửng sốt một chút sau đó cô ấy cũng quỳ xuống hứa thanh lãng đang nằm trên mặt đất nhìn xuống tình huống nơi này thấy vậy trong lòng cậu ta cũng thổn thức không thôi kết thúc của anh hùng thật sự khiến người ta cảm thấy thương cảm sau đó hứa thanh lãng nhìn về phía châu trạch bên cạnh mình vẫn còn đang hôn mê có chút bất đắc dĩ nói chuyện này đã kết thúc rồi anh còn không mau tỉnh lại trong giọng nói của cậu ta có chút bất đắc dĩ còn mang theo sự bất mãn cùng u oán mãnh liệt mãnh liệt như muốn hóa thành nước tràn ra ngoài đây là chuyện gì vậy cô gái nhật bản có chút tò mò nhìn châu trạch hư ảnh của bức tượng điêu khắc sau lưng bọn họ đang bốc cháy Cả một bộ khôi giáp còn lại cùng lá cờ kia cũng đang bốc cháy, ngọn lửa hừng hực bao trùm hết thảy phía trước nó. Là ông ấy đang tự thiêu đốt thần hồn cùng công đức của mình. Châu Trạch giải thích, 500 năm trước, Tào Đỉnh chết trận, Bách Tính Thông Thành đã lập nên đền thờ Tào Công cho ông ấy, biến nơi này thành mộ phần của lũ nhật. 500 năm hương khói ngang đèn cung phụng, là sự tưởng nhớ của dân chúng địa phương đối với ông ấy, mà nay, ông ấy đã không hề giữ lại những thứ ấy đã hết những thứ ấy lại cho Bách Tính thông thành, chỉ vì ông ấy muốn đưa tên ác ma sắp xuất thổ này đi, bảo vệ nơi này được an bình. Châu Trạch cảm thấy mặc dù bản thân mình là một người thông thành, thế nhưng mình lại không thể làm được tới mức ấy. Nếu không phải anh bị thân phận quỷ sai ràng buộc, rất có thể ngay từ đầu anh đã lựa chọn bo bo giữ mình. Chính là bởi vì đại đa số người không làm được cho nên mọi người mới càng thêm sùng bái anh hùng, cũng bái tế anh hùng nhiều hơn, cung phụng khói lửa nhang đèn dân hiến sự kính trọng của mình với họ quả thật là không quá đáng chút nào lửa còn đang cháy lớn bên trong thế giới này chỉ có một mảnh trắng xóa phản phất như sẽ bị cháy hết rất nhanh sau khi mất sự trấn áp của tào đỉnh đối với quỷ hồn của lũ nhật điểm kỳ lại của núi giang quân cũng sắp không còn tồn tại nữa châu trạch cũng cảm thấy bản thân mình sẽ có thể rời khỏi đây nhanh thôi mà sau đó những vong hồn này cũng sẽ tự động xuống địa ngục bọn họ vốn nên vào địa ngục từ lâu rồi cho nên dù châu trạch có đưa đám vong hồn này xuống địa ngục hay không cũng không thu được công trạng a à, vẫn có công trạng tỉ như cô gái nhật bản đang đứng bên cạnh mình đây châu trạch cảm giác trong chuyện này bản thân mình vẫn chỉ là một nhân vật đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhưng cũng may không phải mình không có thu hoạch gì chí ít bản thân mình cũng có thể đưa cô gái này vào địa ngục kiếm được điểm nào thì hay điểm đó vậy thủy tinh bốn phía bắt đầu vặn vẹo bốc hơi đám vong hồn cũng bắt đầu đi loạn chung quanh bọn họ đang chờ đợi khoảnh khắc cấm chế nơi này triệt để biến mất mà sau đó bọn họ cũng có thể lên đường xuống hoàn tuyền vừa nghĩ tới chuyện khi mình đi ra ngoài gặp mấy người bên ngoài kia châu trạch còn có chút sợ sệt chuyện này vốn là vì mình muốn tới đây điều tra nên mới gây ra kết quả là bản thân mình bị giam trong gương cái gì cũng không làm được mà đoán chừng đám người phía ngoài kia lại bận rộn tối tăm mặt mũi chuyện này thật sự rất khó bàn giao đấy sau khi lấy một điếu thuốc từ trong túi ra lại lấy thêm một cái bật lửa châu trạch nhìn điếu thuốc cùng bật lửa trước mắt mình hơi vặn vẹo ngay tiếp đó chính bàn tay của mình cũng hơi mơ hồ đây là dấu hiệu gần đi nhưng châu trạch vẫn châm thuốc sau đó anh theo thói quen lấy di động ra chúng ta có thể đi ra ngoài rồi sao nhật bản cô gái hỏi chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây tôi sẽ đưa cô tới nơi cô nên tới châu trạch nói nếu như cô còn có người thân, sau khi đưa cô đi tôi sẽ liên hệ với bọn họ, nhắn lại lời cuối cùng của cô. Thật xấu hổ, đây đã là chuyện duy nhất mà tôi có thể làm được. Tôi hiểu. Cô gái rất khéo hiểu lòng người. Châu Trạch nhún nhún vai, thật ra, có một việc Châu Trạch vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao màn quỷ điện báo kia lại xuất hiện? Vì sao bọn họ ở thế giới trong gương lại có thể liên lạc với bản thân mình? mà mình ở trong gương lại không thể nào gọi điện thoại ra ngoài được. Chẳng lẽ cái đồ chơi nhỏ này chỉ có thể liên hệ một chiều sao? Hoặc chỉ có thể liên hệ với quỷ sai địa phương? Nhưng không phải tiểu lô ly cũng là quỷ sai sao? Còn có một việc, nếu tào đỉnh có thể dựa vào chuyện thiêu đốt pháo thần để đốt cháy sạch sẽ các loại yêu ma quỷ quái, vì sao ngay từ đầu ông ta không đốt đi, chẳng lẽ lúc đầu ông ta còn giữ tâm tư muốn bảo tồn bản thân mình, đến cuối cùng, khi ông ta nhìn thấy cục diện tiến triển tới mức không thể nào khống chế nữa mới quyết định hy sinh chính mình. Đương nhiên, Châu Trạch nghĩ như vậy cũng không phải vì cố ý khinh nhờn anh Linh, chỉ có điều anh Linh cũng người, có loại ý niệm này cũng rất bình thường. Quỷ thần xui kiến Châu Trạch mở điện thoại lên. Vào lúc này, màn hình điện thoại di động đã bắt đầu trở nên mơ hồ, tất cả chung quanh cũng chậm rãi trở nên không rõ. Châu Trạch chọn trúng dãy số không biết tên kia, nhấn xuống, lúc trước anh đã thử gọi cho tất cả mọi người, thế nhưng chỉ có chung chờ lại không có người tiếp, mà riêng số điện thoại này Châu Trạch chưa từng gọi thử lần nào. Tút tút tút. Điện thoại có thể kết nối. Tút tút tút. Không ngờ bên cạnh mình lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Châu Trạch có chút ngoài ý muốn để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía cô gái Nhật Bản trước mặt mình. Tiếng chuông của điện thoại di động truyền từ trên người cô ấy tới cô gái sửng sốt một chút nghiêng đầu sang cô ấy nhìn về phía châu trạch vẻ mặt mờ mịt nói tiếng gì thế nhỉ châu trạch nhìn cô ấy bình tĩnh nhìn cô ấy cô ấy không mặc quần áo từ sau khi cô ấy ra khỏi ôn tuyền cô ấy đã không mặc quần áo sau đó cô ấy theo châu trạch chạy từ trong phòng đến đây vốn cũng không mặc quần áo cho nên trên người cô ấy vốn không có nơi nào có thể cất điện thoại di động được chẳng qua rất nhanh nụ cười cùng vẻ mê man trên mặt cô gái đã biến mất không thấy gì nữa cô ấy vươn tay đặt lên ngực mình sau đó xé mở da thịt trên ngực mình ra ở giữa hai lớp xương sườn có một chiếc điện thoại xinh xắn bị khảm ở bên trong ken két ken két cô ấy vặn gãy hai chiếc xương sườn của mình lấy điện thoại di động từ bên trong ra sau đó cô ấy đưa chiếc điện thoại di động kia lên gần sát trên gương mặt mình ngay trước mặt Châu Trạch. Hạ giọng. Trầm giọng nói: "Này, cứu tôi, cứu tôi. Tôi đang ở núi Giang Quân, cứu tôi." Cô gái liếm liếm bờ môi của mình, giống hệt như trò đùa của mình bị người lớn phát hiện, có vẻ hơi e thẹn. Ngay sau đó, tay cô ấy nhẹ nhàng đập đập vào vị trí mới bị cô ấy xé ra, vừa sợ vừa duyên dáng hô to. "Thật nguy hiểm quá mà. Tôi đã nói lão bất tử thiếu ngón tay này không dễ đối phó như vậy." Trước đây cha xứ còn rất không cho là đúng, nói ông ấy đã chết 500 năm còn có thể tạo thành uy hiếp gì nữa. Chỉ tiếc. Không biết vì nguyên nhân gì khiến tên cha xứ kia cho tôi leo cây, lần này may mà anh ta không tới, nếu không tôi thật muốn chỉ vào mũi anh ta mà mắng anh ta một trận, khiến anh ta mở mắt ra nhìn xem. Vừa rồi nếu như tôi cũng xông vào theo bọn họ, có thể hiện tại đã bị đốt chết rồi, đúng không? Tất cả mọi người đều chảy máu trên người ai ai cũng vết thương chồng chất. Tiểu Lô Ly ngồi dưới đất từ từ nhắm hai mắt lại, thỉnh thoảng cô bé lại vuốt ve vết thương trên người mình, thân thể này của cô bé tương đối mềm mại, quả thật lại càng cần phải chú ý nhiều hơn. Lão đạo cùng người nhận bị bạch oanh oanh khó khăn cổng trên lưng đi, lão đạo còn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, một bộ dạng miệt mài quá độ. Viền mắt của lão trũng sâu, biến thành màu đen, môi khô nứt trắng bệch, thân thể suy yếu đang không ngừng đổ mồ hôi, thỉnh thoảng lão còn co quắp vài cái. Đương nhiên, lúc này sẽ chẳng có ai cười nhạo lão. Trong số mọi người ở đây, Châu Trạch cùng Tiểu Lô Ly là quỷ sai, Bạch Oanh Oanh là cương thi, người nhận lại là xác sống, hứa thanh lãng là huyền tu, nếu như không có lão đạo, khi đó cho dù Tào Đỉnh có muốn phụ thân hỗ trợ cũng chẳng có thân xác nào thích hợp cho ông ấy phụ thân. Huống hồ, nói cho cùng khi Tào Đỉnh còn chưa phụ thân vào lão đạo lão cũng không kinh sợ, còn cầm lấy xi măng xông thẳng tới, cũng có thể coi là rất đàn ông mà. Bắp thịt trên người người nhện đang không ngừng ngọ ngoại, giống hệt như đang tự động hồi phục bản thân vậy, chẳng qua quá trình này rất chậm, rất chậm. Bạch Oanh Oanh nhìn anh ta, cũng cảm thấy có chút thú vị, cha xứ trắng trẻo sạch sẽ ngày trước hiện nay đã biến thành như thế này, không thể không nói đây thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy châm chọc. Hơn nữa dựa theo cách nói của tiểu Loli, cha xứ đã từng tham dự rất sâu vào chuyện này, nhưng ai bảo anh ta không có chuyện làm giữa đường chạy tới nghiên cứu tro cốt của ông chủ nhà mình kết quả cuối cùng lại tự biến mình thành cái dạng này bạch oanh oanh cũng cảm thấy nghĩ mà sợ nếu như từ đầu tới cuối cha xứ vẫn luôn dành hết sức lực vào nơi này sợ rằng cho dù cuối cùng tào đỉnh không tiếc hy sinh tất cả của bản thân mình cũng không thể nào thành công ngăn cản những vong hồn này sống lại tên cha xứ này năng lực gây chuyện thật sự là quá mạnh mẽ dường như anh ta đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước cho tới nay vẫn đang không ngừng gây chuyện. Sau đó anh ta đụng trúng ông chủ nhà mình. Sau đó bị hại chết. Hứa Thanh lãng tựa trên ghế salon nát, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng, vết thương trên người cậu ta đã được băng bó đơn giản, đương nhiên vấn đề cũng không lớn lắm, chủ yếu là vì mất máu quá nhiều khiến cậu ta cảm thấy không còn chút sức lực nào. Ở nơi này, người nhìn như không gặp phải chuyện gì nhất chính là ông chủ Châu vẫn luôn ngủ lăn quay từ đầu thẳng tới cuối hứa thanh lãng tức giận đưa chân nhẹ nhàng đạp một cước lên người châu trạch này chuyện này đã kết thúc rồi anh cũng nên tỉnh lại đúng không nếu như lúc trước có châu trạch gia nhập có lẽ mọi người đã không phải thê thảm như vậy thậm chí tào đỉnh cũng không cần hoàn toàn tiêu tán thành mây khói ông ấy vẫn có cơ hội dùng công đức cùng hương khói nhang đèn của mình tới địa ngục mưu cầu một chức quan hoặc cũng có thể đầu thai vào luân hồi để đời sau mình có thể hạnh phúc xuôi gió xuôi nước cần gì phải lâm vào hoàn cảnh hiện tại trực tiếp hồn phi phách tán tất cả hóa thành hư vô cũng không phải hứa thanh lãng trách châu trạch mà đàn ông ấy mà gặp phải thời điểm mấu chốt lại không ra sức khi bản thân mình vô cùng hy vọng được nhìn thấy hồn phong của anh thì anh chỉ biết nghiêng đầu sang chỗ khác nằm ngáy o o giả ngay giả dại luôn khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái tiểu lô ly thở dài một hơi nhẹ nhõm trong miệng cô bé học ra một ít hơi máu tươi thế nhưng sau khi học hơi máu xong trong cô bé có vẻ khỏe hơn lúc trước một chút cô bé đang dùng biện pháp hơi thở để điều trị nội thương của mình tiểu lô ly mở mắt ra nhìn nhìn châu trạch vẫn còn đang hôn mê tiểu lô ly hơi kỳ quái đưa tay sờ sờ trên trán châu trạch bạch oanh oanh vẫn đang cẩn trọng chú ý đến mỗi một động tác của tiểu lô ly cô ấy lo lắng tiểu lô ly sẽ bí quá hóa liều trực tiếp thừa cơ hội này giết ông chủ nhà mình đi hẳn là anh ta đã tỉnh Tiểu Loli mở miệng nói. Ngay sau đó, tiểu Loli chỉ chỉ tất cả những thứ đồ có thể phản quang ở bốn phía, ví như chiếc gương, ví như lồng kính của khung ảnh, thậm chí là gạch men sứ, trên tất cả những thứ này đều xuất hiện vết rách chằng chịt, không có chút ngoại lệ nào. Kết giới đã rách nát rồi. Lúc trước tiểu Loli đã đoán rằng rất có thể ý thức của Châu Trạch đang ở thế giới trong gương, mà hiện tại mọi chuyện đều đã kết thúc, anh cũng nên trở lại rồi mới đúng. Nhưng ngay sau đó, Tiểu lô ly bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tiếp đó cô bé lập tức thu hồi bàn tay đang đặt trên trán châu trạch lúc trước. Khi cô bé xuề bàn tay ra đặt trước mặt, nhìn xuống, nơi ấy lại có thêm một vết thương do đông cứng tạo thành. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu lô ly có chút ngưng trọng nhìn châu trạch vẫn còn đang lâm vào hôn mê. Lúc này khuôn mặt châu trạch từ từ phát sinh biến hóa, làn da anh bắt đầu khô quắt lại, đồng thời còn hiện ra một màu đồng cổ quỷ dị, hai cái nanh cũng từ giữa khe môi trồi ra, trên người tản mát ra một loại khí lạnh còn kinh khủng hơn khi bạch oanh oanh chiến đấu. Đây là lần đầu tiên tiểu lô ly đối mặt với bộ dạng này của châu trạch. Trước đây, cô bé chỉ nghe lão đạo trêu chọc anh, nói rằng sau khi ông chủ nhà mình mở ra vô song sẽ rất trâu bò. Hiện tại, cô bé tin rồi. Ông chủ. Bạch oanh oanh lập tức lại gần, ân cần nhìn châu trạch. Có phải, hứa thanh lãng cao mày nhìn hình ảnh trước mắt, lẩm bẩm nói, có phải anh ấy đã gặp ác mộng không? chuyện thế giới trong gương tan vỡ đã không cách nào ngăn cản thậm chí ngay cả đám vong hồn ở khu vực bên ngoài cũng bắt đầu dần dần biến mất bọn họ đang trở lại thực tế sau đó bọn họ sẽ xuống địa ngục một cách tự nhiên đây là nơi mà bọn họ vốn phải trở về thế nhưng lại bị hoàn cảnh đặc thù nơi này kéo dài cô gái đứng đối diện châu trạch khuôn mặt tươi cười trên mặt cô ta đã không còn vẻ hoang mang rối loạn cùng vô cùng phẫn nộ ngay từ đầu có vẻ hơi trầm tĩnh dù thế nào đi nữa cũng thật sự phải cảm ơn anh. Cô gái rất nghiêm túc cúi đầu với Châu Trạch, đây là lễ tiết. Chỉ khi đi theo anh tôi mới có thể nắm chắc trăm phần trăm rằng bản thân mình có thể thoát ra khỏi nơi này. Đúng vậy, cô gái đang nói rất thật lòng, cô ta vốn có thể lựa chọn đi theo ba tên võ sĩ Nhật Bản này cùng nhau rời khỏi đây, nhưng cô ta sợ rằng bản thân mình sẽ gặp phải bất trắc gì đó, tỉ như tên khốn nạn đã trấn áp cô ta 500 năm. Sự thực cũng đúng là như thế, không ngờ tên kia lại có thể bỏ qua công đức cùng hương khói nhan đèn của mình chỉ vì muốn hoàn toàn chôn vùi bọn họ hiện tại ngọn lửa kia đã tắt nhưng vẫn khiến cô gái cảm thấy nghĩ mà sợ cô ta lựa chọn đi theo châu trạch với tư cách trở thành phe ngăn cản châu trạch thắng cô ta cũng có thể tự do châu trạch thua cô ta càng có thể tự do điều này cũng giống với trong trận chiến này cô ta đặt cược cho cả hai bên đến cuối cùng cho dù là kết cục gì cô ta cũng không thể thua được Di động bị cô gái này nắm trong tay, đang không ngừng lắc lư qua lại. Người đã già cũng thành tinh, đây là đánh giá dành cho những người lớn tuổi cơ trí, bởi vì bọn họ đã sống quá lâu, thế nên cũng đã trải qua rất nhiều chuyện bất ngờ. Mà người phụ nữ này đã sống những 500 năm, có 500 năm này làm cơ sở, cho dù cô ta có biết dùng tâm cơ, chơi thủ đoạn, cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Tôi thật sự không hề nghĩ tới mọi chuyện lại là như thế này. Châu Trạch nói. Hiện tại, cuối cùng Châu Trạch cũng hiểu vì sao ngay từ đầu Tào Đỉnh không lựa chọn trực tiếp dùng phương thức đơn giản thô bạo để chôn vùi tất cả những tên quỷ võ sĩ có ý đồ muốn sống lại này. Bởi vì Tào Đỉnh biết, còn có một người chưa nhập cuộc. Nhưng cuối cùng ông ấy thật sự không còn cách nào nữa, đành phải lưu lại một cá lọc lưới, bởi vì con cá lọc lưới này quá cẩn thận, thật sự là quá cẩn thận rồi. Tào Đỉnh muốn dùng một làn sóng cuốn đi toàn bộ hậu hoạn thế nhưng ông ấy lại không thể thành công anh có muốn nhìn thấy dáng vẻ của tôi lúc trước không cô gái lắc lắc bờ eo của mình rất nhanh trên người cô ta đã xuất hiện một bộ đồ công sở tài trí giỏi giang ngay sau đó lại xuất hiện một bộ váy e thẹn đáng yêu sau đó lại là hán phục xinh xắn tươi mát thoát tục từ từ biến thành một bộ quần áo thoải mái mang đôi dép bông vải trắng của khách sạn đây là quần áo cô ta đã mặc khi gặp chuyện không may ngày đó, khi bị ba phân tử cùng nhật cưỡng bức. Đến cuối cùng, quần áo trên người cô ta bắt đầu hòa tan, biến thành một mảnh vải màu đen nhánh, chậm rãi dán vào trên người cô ta, đây là trang phục của nữ ninja, gia, cũng là trang phục vốn có của cô ta, là quần áo cô ta mặc trước khi chết. Hơn 500 năm trước, cô ta và đồng bọn của cô ta vừa lên đất liền, vừa mới chết vào cửa thành đã bị Tào Đỉnh dẫn hương dân đẩy lùi bản thân cô ta càng thảm hơn đã bị tào đỉnh chém đầu trên đường truy sát bọn họ tôi và đã từng nói với anh rồi gương là thứ có thể ghi lại hình ảnh nó rất khách quan cũng rất công chính từ đầu đến cuối nó vẫn luôn ghi chép lại tất cả những chuyện đã phát sinh khi đó nhưng cũng chính vì nó rất công chính cho nên mới khiến người ta xuất hiện ảo giác cho rằng tất cả mọi thứ phản chiếu bên trong nó đều là thật mà càng là thứ chân thật thường lại càng mang theo nhiều ý tứ giả dối hơn nữ ninja hơi hơi nghiêng đầu nhìn châu trạch như nhìn một cậu nhóc đáng yêu trêu ghẹo có phải hiện tại anh cảm thấy rất kinh hoảng không có phải anh đang cảm thấy nhục nhã khi bản thân mình bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay nữ ninja chủ động đến gần đến gần châu trạch hơn một chút tiếp tục trêu chọc nói chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới vì sao ba tên kia có thể trùng hợp tới mức tụ hội ở nơi này chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới vì sao vừa lúc ấy ở sát vách lại có cô gái nhật bản như tôi nghe thấy tiếng nhạc lập tức đi tới gõ cửa muốn tụ hội cùng cuối cùng khi gặp phải chuyện còn ra vẻ xấu hổ phản kháng châu trạch gật đầu thừa nhận nói là tôi sơ sót tất cả những chuyện này từ lúc mới bắt đầu châu trạch đã rơi vào bẫy cho dù là chuyện ngồi tù thay đối phương hay là hành vi sau cùng thật ra bản thân mình vẫn đang rơi vào trong bẫy của người ta ha ha nữ ninja nở nụ cười cô ta cười đến rất vui vẻ tiếp tục nói anh có biết không dụ dỗ ba tên kia thật sự rất vui đấy chẳng qua bọn hắn lại không được ra quá nhanh thân thể hư nhược bọn họ còn chưa thể khiến bà đây thoải mái mới kẹp nhẹ một cái bọn họ đã vỡ đê tổng cộng có bốn con quỷ một con có trách nhiệm dụ dỗ ba con có trách nhiệm phụ thân phân công rất rõ ràng làm liền một mạch cho nên cô ta mới có thể nhảy từ căn phòng sát vách tiến vào gian nhà của châu trạch đương nhiên trong lúc cô ta bị châu trạch phân thay cô ta vẫn đang cố gắng khắc chế bản thân mình như trước diễn một màn kịch nữ quỷ báo thù giống tới mức không ai nhận ra được quả thật đó cũng là bản lãnh của cô ta thân thể châu trạch chậm rãi phát sinh biến hóa trên thực tế thân thể trong hiện thực của anh có biến hóa chỉ là một loại lôi kéo trên mặt ý thức ở thế giới trong gương da thịt trên người châu trạch đã chậm rãi biến thành màu đồng cổ máu thịt bắt đầu khô quắt lại trong đôi mắt sâu có tia sáng lấp lánh giống hệt như một ngọn lửa màu đen vô cùng âm trầm nữ ninja gia có chút giật mình giật mình với biến hóa của châu trạch giật mình với khí tức đáng sợ tản mát ra từ trên người châu trạch lúc này nhưng cô ta lại không sợ tiếp tục cười nói không còn kịp rồi chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị nghiền nát đến lúc đó tôi có thể tùy tiện tìm một tấm gương lành lặn để rời khỏi đây anh không thể tìm được tôi cũng không bắt được tôi tôi được tự do rồi châu trạch chậm rãi cúi đầu giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời cô gái đang nói vậy cô gái bắt đầu lui về phía sau cấm chế nơi này đã tiếp cận tình huống hoàn toàn tan vỡ hiện tại cô ta đã có thể rời đi đánh thức tôi làm cái gì cô gái ngây ngẩn cả người khi cô ta quay đầu lại lại phát hiện châu trạch còn đang cúi đầu không phải anh ta đang nói chuyện với mình sao vậy anh ta đang nói chuyện với ai cô gái hơi nghi hoặc một chút a à, đã biết châu trạch cứ như đang lầm bầm lầu bầu trên thực tế đúng là anh đang lầm bầm lầu bầu thật anh đưa tay đặt vào bên trong túi tiền của mình lấy ra một chiếc nhẫn đồng xanh đã biết có nghĩa là cái đồ chơi nhỏ này, anh không biết dùng, đúng không? Châu Trạch vẫn đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng nữ ninja lại có thể cảm ứng được một cảm giác nguy cơ nồng đậm. Loại cảm giác nguy cơ này càng thêm rõ ràng hơn so với sự khủng bố của Châu Trạch sau khi khí tức trên người anh phát sinh biến hóa. Cô ta bắt đầu chạy nhanh ra phía bên ngoài, cô ta phải rời khỏi nơi này. Tào đỉnh đã chết. Không còn ai có thể ràng buộc bản thân mình nữa. Tự do ngay trước mặt cô ta. Ken. Móng tay màu đen của châu trạch nhẹ nhàng gãy trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó, một màn sáng màu xanh lam từ trên mặt nhẫn phát ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mảnh không gian này. Thân thể của nữ ninja nặng nề đụng vào trên màn sáng, bị bắn trở về. Trong mắt cô ta tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin tưởng màn cấm chế mới vừa rồi rõ ràng còn đang tan vỡ tới bảy tám phần mười vào lúc này nó đã phục hồi như cũ không không phải nữ ninja đã nhìn ra có một cấm chế mới một lần nữa bao trùm nơi đây cô ta lại bị nhốt một lần nữa rồi châu trạch chậm rãi ngẩng đầu thân thể anh còn hơi lom khom hai tay rủ xuống tự nhiên kéo tới rất dài móng tay anh cứ dài 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 tới mức sắp chạm đất khóe miệng anh lộ ra một vòng cung trào phúng. Trong hốc mắt tràn ra ngọn lửa màu đen, anh hơi hưng phấn mà nhìn chầm chầm vào nữ ninja trước mặt. Càng nhìn càng thấy thích. Như đang nhìn một lọ. Trụ quý đã được cất vào hầm rượu hơn 500 năm. Thân thể châu trạch vẫn còn hơi loạn choạng, như một ông lão ốm yếu lọng khọng, hoặc như một người đàn ông say rượu, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã trên đất. Nhưng khí tức khủng bố tản mát từ trên người anh ra, lại càng ngày càng khiến người ta cảm thấy bị áp bách mãnh liệt nữ ninja thử xé mở màn ánh sáng màu xanh lam này ra cô ta muốn rời khỏi nơi này cô ta đã hao tổn tâm cơ nhiều hơn ba người đồng bạn của mình lúc trước vất vả lắm mới có thể hủy diệt cấm chế tàu đỉnh lưu lại nhưng không ngờ thực tế lại quá tàn khốc cô ta vất vả lắm mới có thể chạy trốn ra khỏi một nơi vốn là lồng giam nhưng kế tiếp cô ta lại tiến vào một lồng giam càng lớn hơn càng vững chắc hơn châu trạch chậm rãi đi tới thân thể anh vẫn hơi lung la lung lay như trước mà anh càng tới gần thần sắc trên mặt nữ ninja lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng cô ta không dám chủ động ra tay công kích châu trạch tựa như một người không cẩn thận lọt vào lồng da một con cọp vậy phản ứng đầu tiên của người ấy nhất định là mau chóng tìm cách leo ra khỏi lồng sắt chứ không phải đần độn đi đương đầu với con cọp châu trạch đang nghe truyện trên tv audio cv chính là con cọp trong lồng này chuẩn bị thôn vệ người khác trước đó châu trạch còn nghĩ bản thân đã khiến những người còn lại trong phòng sách phải liều mạng bên ngoài kia còn ông chủ như anh lại chỉ ở bên cạnh xem cuộc vui ngay cả tác dụng cổ động cũng chẳng thể hình thành quả thật có chút không thể nào nói được hiện tại ngược lại cũng không tệ châu trạch còn phải cảm ơn người phụ nữ trước mắt đã cho mình có cơ hội làm chút chuyện chờ khi mình rời khỏi thế giới trong gương này cũng không đến mức bị mấy người hứa thanh lãng khinh bỉ chúng ta có thể giao dịch Mỗi một con mồi trước khi chết đều sẽ nghĩ hết biện pháp để bản thân mình có cơ hội chạy trốn, nữ ninja này cũng không ngoại lệ. Trước khi cô chết, chỉ là người bình thường. Vòng cung trào phúng trên khóe miệng châu trạch lại càng thêm sâu. Đúng vậy. 500 năm trước, khi các người bị tàu đỉnh giết chết chỉ là một tên giặc qua bình thường. Cho dù các người có hung tàn tới mức nào, cuối cùng cũng chỉ là người bình thường. Nếu đã là người thường, lại bị trấn áp ở chỗ này 500 năm, Cô còn có thể lấy ra được đồ vật gì khiến tôi cảm thấy hứng thú đây?" Trên mặt nữ ninja lộ ra vẻ khẩn cầu. Châu Trạch từng bước tới gần. Nhưng vào lúc này, thân thể nữ ninja lại tiêu tán ngay tại chỗ, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện sau lưng Châu Trạch, trong tay cô ta còn có một thanh chủy thủ màu đen, trực tiếp đâm về vị trí cổ Châu Trạch. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Phốt! Chủy thủ đâm vào trên mặt nữ ninja lộ ra vẻ mừng rơn. Không ngờ mình có thể đánh lén thành công. Không ngờ anh lại có thể cùng vọng tới mức này, cho rằng bản thân đã ăn chắc mình rồi sao. Lúc này nữ ninja rất muốn cười, nhưng cô ta vẫn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, chuẩn bị đưa tay xoay tròn chủy thủ, thuận thế cắt cả đầu lâu của châu trạch xuống. Nhưng chỉ nghe tiếng bắp thịt ma sát, kẹo kẹp kẹo kẹt mặc cho nữ ninja dùng hết tất cả sức lực của mình nhưng vẫn chẳng cách nào động đậy thanh thủy thủ dù chỉ là một chút bởi vì bắp thịt cùng cốt cách của châu trạch lại có thể trực tiếp áp chế cây thủy thủ này tới ship sao giống hệt như đã khảm nó vào trong thân thể mình rồi ánh mắt nữ ninja ngưng lại lúc này cô ta lựa chọn lui về phía sau đùng nhưng chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy châu trạch nghiêng đầu sang chỗ khác sau đó Nữ ninja chỉ cảm thấy cả người mình tự bay lên, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió, đây là một loại tốc độ khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trầm. Châu Trạch dùng một tay bóp cổ nữ ninja, trực tiếp đè cô ta xuống đất, đồng thời còn trượt đi khoảng chừng trăm thước. Ách. Một tiếng than nhẹ phát ra từ trong cổ họng Châu Trạch, giống hệt như màn cầu nguyện trước khi ăn cơm, cảm ơn thượng đế đã ban cho mình đồ ăn phong phú như vậy. Thân thể nữ ninja đang run rẩy. Đây không phải loại run rẩy khi đối mặt với kẻ địch, cho dù vào hơn 500 năm trước, khi cô ta theo những người khác cùng đến vùng duyên hải Trung Quốc, thân là nữ ninja, cho dù gặp phải quan binh đại minh hay cuối cùng là Tào đỉnh, cho dù thắng trận hay là bại trận, cô ta vẫn chưa từng cảm thấy sợ hãi. Huống chi hiện tại cô ta đã có thêm 500 năm từng trải so với trước đây. Nhưng lúc này, từ sâu trong linh hồn cô ta thật sự sinh ra một loại sợ hãi bởi vì cô ta cảm thấy dường như bản thân mình không phải đang đối mặt với một người mà là đang đối mặt với một loại áp lực tới từ chuỗi thức ăn dường như bản thân mình chính là thức ăn của anh loại cảm giác áp bách này giống hệt như một con ngựa vàng lạc đàn lại gặp phải một đầu sư tử móng tay châu trạch đâm vào cổ nữ ninja đồng thời chỉ trong nháy mắt khói đen bốn phía bắt đầu đè ép xuống bốn phía phát ra loại tiếng động như máy ép trái cây đang hoạt động trên thực tế cũng đúng là như thế Đơn giản. Dứt khoát. Thô bạo. Khiến người sợ hãi thán phục. Đồng thời cũng khiến cho người ta cảm thấy giật mình, không dám nhìn thẳng. Một luồng khói xanh bay lên, Châu Trạch ngẩng đầu, hít vào một hơi. Khói xanh chui vào mũi, mang đến một loại cảm giác vô cùng hưởng thụ. Giống hệt như một bà cụ sống trong nhung lụa đang hút thuốc lào. Chép miệng một cái. Liếm liếm môi. Sau đó thân thể của anh còn nhẹ nhàng rung rung một chút. Tất cả mọi giác quan đều đang thư thái. Chỉ là một vong hồn thôi, cho dù cô ta có tồn tại được 500 năm, còn trải qua sự phối hợp cùng điều chế đặc thù với cha xứ, nhưng vào lúc này, trong mắt Châu Trạch, không phải cô ta cũng chỉ là một điếu thuốc thôi sao? Chậm rãi thở ra. Châu Trạch từ từ ngồi xuống. Anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán của chính mình giống hệt như một ông lão sau khi ăn no nên lại chuẩn bị phơi nắng sưởi ấm chợp mắt một lát đại khái qua chừng một khắc đồng hồ châu trạch đặt tay xuống trong tròng mắt của anh vẫn còn lóe ra tia sáng màu xanh quỷ dị như trước nhưng thần sắc trên mặt anh lại có chút dị thường là nghi ngờ là không hiểu là hoang mang rối loạn loại tâm tình này xuất hiện trên người của anh có vẻ hơi mất tự nhiên anh của ban đầu chiến sát thanh y nương nương sau đó mới ẩu đã với cha xứ nhật bản sau đó lại diệt sát quỷ sai đã phụ thân vào cô em vợ ở nhà họ lâm lại trải qua trận chiến ở diêm thành một lần xoắn giết hai gã quỷ sai dường như khi anh xuất hiện thường thường đồng nghĩa với cho dù tình huống chung quanh có là như thế nào cũng là lúc nên kết thúc hết thảy nhưng lúc này anh thật sự có chút rối loạn vì sao không trở về được châu trạch tự lẩm bẩm giống như đang suy tư vấn đề này mà hiện tại thật ra anh không phải người am hiểu tự hỏi giống hệt như một người vừa tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ tất cả mọi thứ đều dựa vào ý thức mơ hồ của bản thân xuống giường tìm ống nhổ cởi quần ra mở vòi hoa sen sau đó lại một lần nữa nằm xuống ngủ tiếp có thể đợi ngày mai có ai hỏi tới chính anh cũng không thể chắc chắn được bản thân đã lên giường chưa đã tiểu tiện hay chưa châu trạch ngẩng đầu lên trong mắt anh lộ ra vẻ kinh hoảng. Anh duỗi một ngón tay ra. Chỉ chỉ màn trời. Ngay sau đó, nắm tay anh nặng nề nện xuống đất. Anh hiểu được. Lần này là ý thức, thân thể không ở đây. Xong đời. Thân thể sắp không chịu nổi. Cho nên, mỗi lần ông chủ nhà cô mở ra vô song, đều sẽ biến thành bộ dạng này. Tiểu Loli ở bên cạnh nhìn chầm chầm thân thể châu trạch, hơi kỳ quái hỏi. Từng, đây là chuyện bình thường không sao cả bạch oanh oanh có vẻ rất bình tĩnh sau mỗi lần ông chủ mở ra vô song thân thể đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề phải liệt chừng nửa tháng cô ấy cũng đã quen với chuyện đó hơn nữa thật ra bạch oanh oanh rất thích bộ dạng khi ông chủ liệt bởi vì cô ấy có thể chăm sóc anh mọi lúc mọi nơi kể cả tắm cho anh lúc đó cũng là lúc ông chủ đáng yêu nhất cũng cần có mình nhất khụ khụ hứa thanh lãng ở bên cạnh ho khang đồng thời cậu ta còn lấy ra một chiếc khăn lông ướt lau mặt cho lão đạo. Lão đạo vẫn còn đang hôn mê, chưa tỉnh lại. Tiểu lô ly tiếp tục nhìn chầm chầm châu trạch, không ngừng đánh giá. Mặc dù cô bé không hiểu châu trạch đã gặp phải chuyện gì trong mơ, nhưng lúc này biến hóa thân thể của châu trạch đã đủ để cô bé cảm thấy hết sức hứng thú. Qua 15 phút sau, tiểu lô ly chỉ vào cánh tay phải của châu trạch, hỏi, đây cũng là bình thường. Bình thường bạch oanh oanh cũng không ngẩng đầu lên nói thân thể của ông chủ sẽ xuất hiện rất nhiều vết thương đây là biểu hiện do thân thể đã gánh vác nhiều hơn mức bình thường mang tới cô xác định chứ tiểu lô ly chỉ vào vị trí khuỷu tay nơi cánh tay phải của châu trạch nói ở nơi đó xương cốt đã bắt đầu lòi ra ngoài da thịt cũng tràn ra đồng thời số xương trắng lộ ra đã bắt đầu biến thành màu đen đây là dấu hiệu của thi thể bị tàn phá có nghĩa là chất dinh dưỡng bên trong xương cốt đang nhanh chóng xói mòn, gần như là các bụi trở về với các bụi. Bài hát kia hát thế nào ấy nhỉ? Hóa thành lớp bùng mùa xuân, che chở khắp đại địa. Tiểu Lô Ly không nghi ngờ chút nào, nếu lúc này bản thân mình ném châu trạch vào sân vườn, sang năm khi mình tới viếng mồ mã, có thể nơi ấy đã mọc thành một thảm thực vật vô cùng tươi tốt. Khi ấy có lẽ bản thân mình còn có thể chở một cây sơn trà giống tới, sau này cô bé còn có thể viết nhật ký đình có cây sơn trà, đã trồng vào năm ngô bộ đầu chết đi. Nay đã cao vút như mái che vậy. Cô bé quay đầu qua lại nhìn thấy bạch quanh quanh hồn nhiên không coi đó là chuyện to tác gì. Tiểu lô ly không nhịn được hoài nghi một lần nữa, không phải là mình quá cả nghĩ rồi đấy chứ. Hay là bản thân châu trạch vốn có sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy. Nghe chừng trước đây anh còn thường xuyên như vậy. Nhưng mẹ nó, đây là tiết tấu sau khi hóa thành khói bụi còn có thể phục hồi như cũ đấy mặc dù mọi người đều là quỷ. Nhưng anh cũng phải nói chuyện khoa học một chút chứ. Cho nên, tiểu lô ly đi tới bên cạnh bạch quanh quanh, duỗi ra bàn tay non nớt của bản thân bắt lấy mặt của bạch quanh quanh, dí mặt cô ấy tới gần sát xương cánh tay đã biến thành màu đen của châu trạch. Tôi nói một lần cuối cùng, nếu như trước đây anh ta như vậy cũng có thể phục hồi như cũ tiếp tục vui vẻ hoàn hảo như lúc ban đầu, từ nay về sau tôi sẽ bưng trà dân nước rửa chân làm ấm giường cho anh ta nếu như đã thành bộ dạng thế này anh ta còn có thể phục hồi như lúc ban đầu loại bộ đầu này loại lão đại này bản thân mình có ngắt mũi làm quen thì đã sao chứ cả người bạch oanh oanh bỗng nhiên giật bắn lên sau đó cô ấy há hốc miệng ra cô ấy đưa tay theo bản năng sờ soạn số xương cốt đã lòi ra ngoài của ông chủ một chút đùng không ngờ xương cốt lại lõm xuống a a a bạch oanh oanh bắt đầu hét ầm lên hứa thanh lãng còn đang lau mặt cho lão đạo bị tiếng hét này của cô ấy làm giật mình sắc mặt trở nên trắng bệch phun ra một búng máu phun thẳng vào trên mặt lão đạo mẹ nó anh đây sợ nhất là phải đổ máu đấy một đầu cương thi bỗng nhiên thét chói tai sau lưng mình đây thật sự không phải chuyện mà người thường có thể chịu đựng được ông chủ ông chủ bạch oanh oanh quỳ gối bên cạnh châu trạch hàng giọng kinh hô nhưng cô ấy lại không dám đụng vào châu trạch nữa cô ấy rất sợ vừa đụng phải châu trạch sẽ khiến anh hóa thành cát bụi tiểu lô ly thở dài một hơi nhẹ nhõm sự kiên trì của mình là đúng như vậy mới bình thường chứ cho dù là phán quan cũng không thể nào làm đến bước này sau đó tiểu lô ly hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm châu trạch ngón tay nhẹ nhàng đang chéo dường như có vẻ hơi bối rối cô bé đang nghĩ đến chuyện nếu như Châu Trạch chết đi một cách không rõ ràng trong giấc ngủ như vậy. Dường như bản thân mình cũng không thiệt thòi nhỉ. Không lỗ không lỗ. Thật sự không lỗ. Ông chủ, anh tỉnh lại đi, ông chủ, ông chủ mau tỉnh lại đi. Vẻ mặt bạch oanh oanh tràn đầy lo lắng ở bên cạnh hô hào, hy vọng có thể thức tỉnh Châu Trạch. Đương nhiên, sự thực chứng minh hành động này của cô ấy chỉ là phí công. Tiểu Loli ngồi trên ghế salon nát ở bên cạnh, đung đưa hai chân, giữ im lặng tuy rằng đáy lòng cô bé rất kỳ vọng châu trạch cứ như vậy chết đi thế nhưng cô bé cũng lo lắng sợ rằng mình kích thích nữ cương thi này quá độ sẽ khiến cô ấy chạy tới liều mạng với mình quan trọng nhất là châu trạch còn chưa chết khi hết thảy còn chưa kết thúc tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra thật không thể đoán trước được cô bé cúi đầu nhìn nhìn một số mảnh thủy tinh vỡ trên đất quan trọng nhất là tiểu lô ly không thể xác định cho dù châu trạch đã hôn mê thế nhưng không biết anh có năng lực cắt đứt hồn huyết của mình hay không. Hứa Thanh Lãng cũng quỳ sát bên cạnh tra xét tình huống của Châu Trạch, cậu ta là người tỉnh ngộ lại đầu tiên, lập tức nói ngay, bùng. Cha anh. Tiểu Lô Ly không rõ ràng cho lắm. Đúng rồi, bùng, con khỉ đâu, con khỉ đâu. Bạch Oanh Oanh liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới tỉnh ngộ lại, lần này bản thân mình vốn không dẫn theo hầu tử tới đây, Hiện tại ông chủ rơi vào tình huống này cho dù có đưa anh tới bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì, nhất định phải có bùng của con khỉ mới có hy vọng ngăn cản không để thân thể ông chủ tiếp tục chuyển biến xấu. Đưa ông chủ đi đi. Bạch Oanh Oanh hạ quyết định. Đưa ông chủ trở lại tiệm tìm hầu tử. Lúc này tiểu Ly mới mở miệng nói, đừng nhúc nhích anh ta, cũng không thể rời anh ta đi, hiện tại rất có thể ý thức của anh ta còn đang ở gần đây. Tiểu Ly nói không sai cho dù trong lòng cô bé chỉ ước gì châu trạch có thể chết đi sớm một chút thế nhưng cô bé còn không dám không kiên nể gì một cách thái quá còn có hiện tại tình trạng cơ thể của anh ta đã như vậy cô dời anh ta đi không sợ thân thể anh ta trực tiếp tan rã biến thành các bụi sao tiểu lô ly lại bổ sung vậy phải làm sao bây giờ hiển nhiên bạch oanh oanh đã hơi bối rối đánh thức lão đạo hứa thanh lãng chỉ chỉ lão đạo còn đang hôn mê Lão có số điện thoại của hầu tử. Nếu như người ngoài nghe thấy những lời nói này, đoán chừng sẽ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhưng sự thực vốn là như thế. Đúng là trong phòng hầu tử có điện thoại thật, mà người buồn chán đến mức đi mua điện thoại di động cho hầu tử, chính là lão đạo. Mỗi khi hầu tử không có chuyện gì làm lập tức ở trong phòng mở nhạc trên di động, đeo tai nghe bluetooth thả hồn theo tiếng nhạc. Đôi khi lão đạo livestream nó còn cầm điện thoại quay phim cho lão đạo. Nhưng trong phòng sách này ngoại trừ lão đạo ra, những người khác chẳng ai rỗi hơi tới mức lưu lại số điện thoại của một con khỉ. Hứa thanh lãng lục loại thân thể của lão đạo trước, mặc dù tìm được di động của lão, thế nhưng trong trận chiến đấu vừa rồi di động đã hỏng, cuối cùng, hứa thanh lãng thở dài một hơi chỉ chỉ lão đạo. Nhất định phải đánh thức lão. Bạch oanh oanh không nói hai lời trực tiếp đâm móng tay của mình vào ngực của lão đạo, trong nháy mắt hàng ý lạnh như băng tiến vào cơ thể lão. Thân thể lão đạo run một cái, sau đó lập tức mở mắt ra. Lạnh chết tôi rồi. Hành động này tương đương với một phương pháp kích thích tiềm lực sinh mệnh, nhưng lão đạo vừa bị quỷ nhập vào người, vốn đã từng kích phát tiềm lực một lần, lần này lại kích phát nữa đồng nghĩa với kích phát lần thứ hai. Lão đạo đã già rồi, gần 70 tuổi, thân thể lão thật sự không chịu nổi sự dày vò như vậy. Đúng là lão đạo đã lập tức tỉnh lại, thế nhưng lão chỉ theo bản năng dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình ở đó dùng sức run rẩy ngay cả môi lão cũng đã phát tím lên hiển nhiên lão thật sự lạnh cống tới mức không thể chịu nổi tôi dùng thi đan của tôi giúp ông ôn dưỡng tưới nhường thân thể cũng bổ sung nguyên khí giúp ông bạch oanh oanh rất nghiêm túc quay qua nói với lão đạo cô ấy rất rõ ràng hành động mạnh mẽ kích thích khiến lão đạo tỉnh dậy này của cô ấy sẽ tạo thành tổn hại lớn cỡ nào đối với cơ thể lão đạo nhưng chuyện đã đến nước này cô ấy cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác lão đạo không ngừng phun ra mấy ngụm trọc khí trung trung rẩy rẩy mà ngước mắt nhìn bạch oanh oanh sau đó lão lại nhìn nhìn ông chủ đang nằm bên cạnh mình một chút thân thể ông chủ xảy ra vấn đề rồi cần buồn của con kỹ. bạch oanh oanh nói lão đạo gật đầu một trăm ba mươi tám lão đạo bắt đầu đọc số điện thoại của hầu tử ra hứa thanh lãng đang ở bên cạnh bấm số sau đó gọi ra ngoài rất nhanh đầu bên kia đã nhận điện thoại xèo xèo clip Giọng điệu của hầu tử có vẻ rất vui sướng. Ông chủ xảy ra chuyện, mày mau tới suối nước nóng trên núi Giang Quân một chuyến, tới tìm chúng tao. Hứa Thanh Lãng cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ tới kịch liệt trong cơ thể, nói một câu. Nếu đổi lại là ngày bình thường, nhất định Hứa Thanh Lãng sẽ cho rằng đầu mình đã bị lừa đá, không ngờ lại nói những lời này với một con khỉ, lại còn gọi điện thoại cho hầu tử. Hầu tử mau tới đây. Lão đạo ở bên cạnh vừa run rẩy vừa hô lên, xèo 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 đầu bên kia điện động lại truyền tới một tràng xèo xèo clip sau đó bị dập máy hứa thanh lãng nhìn nhìn điện thoại di động của mình vẫn có chút không dám tin tưởng nói nó có thể tới sao nó rất thông minh đấy lão đạo vừa nói vừa nằm trên mặt đất hiện tại lão rất khó chịu thậm chí trên mặt lão còn lộ ra một mặt ửng hồng không ngờ sắc mặt của lão lại có thể trở nên hồng nhuận sáng bóng như vậy lúc này con ngươi hứa thanh lãng co rụt lại hô lên với lão đạo cố gắng chống đỡ hiện tại lão không thể ngủ được vẻ mặt này của lão rất giống hồi quan phản chiếu hứa thanh lãng thực sự lo lắng sợ rằng châu trạch còn chưa chết lão đạo đã chết toi trước rồi ông bạch quanh oanh phun một viên châu đang màu trắng đang bốc khí lạnh từ trong miệng ra để nó phiêu phù nơi ngực lão đạo lão đạo thở dài một hơi nhẹ nhõm chỉ cảm thấy một luồng cảm giác ấm áp đang chảy xuôi trong tứ chi bách hài của mình, thoải mái hơn hẳn. Sau đó lão lập tức nhắm mắt lại, nặng nề mà chìm vào giấc ngủ. Bạch quanh oanh ở bên cạnh vẫn đang tiếp tục để châu đan của mình lơ lửng trước ngực lão đạo, kéo dài tính mạng cho lão, mà da dẻ của cô ấy lại bắt đầu trở nên tiều tụy cùng nhăn nhúng, vốn đang mang dáng dấp của một học sinh cấp 3 nay đã dần biến thành bà lão. Tiểu Loli ngồi bên cạnh nhìn một đám người liên tục tự tìm đường chết này, thật sự cảm thấy có chút không biết nói gì hơn. Cô bé lập tức nhảy xuống khỏi sofa, thế nhưng mới vừa bước ra một bước, bạch oanh oanh vốn đang hư nhược đột nhiên ánh mắt cô ấy trở nên sắc bén hẳn lên. Đừng tưởng bở. Lại nữa rồi. Tiểu lô ly nhúng vai, cao cô cứ thích vi hiếp tôi thế nhỉ. Nếu ông chủ chết đi, nhất định tôi sẽ kéo theo cô chung cùng. Không thể đổi lời kịch khác vui vẻ hơn sao. Tiểu lô ly ngẩng đầu. Nhìn trời chết đi, chết đi. Đều chết hết đi. Sau khi các người chết hết rồi thông thành này cũng thanh tĩnh hơn nhiều, mà bản thân mình cũng có thể tiếp tục sống theo tiết tấu cuộc sống trước đây. Cảm giác khi làm trâu làm ngựa cho người ta. Thật không tốt đẹp chút nào. Bạch Văn Văn đưa tay lấy một giấy chứng nhận từ trong túi tiền của mình ra. Ánh mắt tiểu lô ly vốn đang phân tán thoáng chốc đã tập trung tới tờ giấy chứng nhận này. Đây là chứng nhận quỷ sai của Châu Trạch cô đừng hy vọng xa vời gì nữa ví như hy vọng xa vời rằng ông chủ đang hôn mê sẽ không thể bóc nát hồn huyết của cô hiện tại tôi có thể nói rõ cho cô biết nếu như ông chủ chết rồi tôi sẽ làm người thủ mộ ở dương gian cho ông chủ cô phải xuống dưới chôn cùng anh với tư cách là thị nữ trong lòng tiểu lô ly đang chửi đờ mờ vô số lần đều là phụ nữ tội gì phải làm khó nhau cô làm vậy là muốn gì Tiểu lô ly ngẩng đầu. Nâng tráng. Trong mắt màu xanh lục bên còn xuyên qua kẻ tay nhìn chầm chầm màn sáng màu xanh lam phía trước kia. Thật ra, nhẫn đã đến bên cạnh châu trạch. Nhưng sau khi màn sáng mở ra, cho dù có thể lập tức thu nhẫn, nó cũng sẽ tiếp tục tồn tại thêm một thời gian ngắn. Nói cách khác, mới vừa rồi, châu trạch đã dùng nhẫn một lần nữa chỉnh lại kết giới, vừa giam giữ nữ ninja đồng thời cũng giam giữ bản thân ở trong này rất khó có thể tưởng tượng sau thời gian lâu như vậy rốt cuộc thân thể của chính mình sẽ biến thành bộ dáng như thế nào nếu là trước đây mỗi lần bản thân mình tiến vào loại trạng thái này chỉ tồn tại không bao lâu sau đó sẽ vì thân thể hư hao không chịu đựng nổi mà kết thúc nhưng lần này ý thức cùng thân thể của mình lại vì cái gương này mà bị phân cắt điều đó cũng đồng nghĩa với thân thể anh không thể nào trực tiếp ảnh hưởng tới ý thức được mà kết quả sau cùng chính là thân thể anh triệt để không chịu nổi gánh nặng mãi cho đến khi sụp đổ ngực của châu trạch không ngừng phập phồng thời gian trôi qua nhiều thêm một phút bản thân châu trạch lại càng nguy hiểm một phút nhưng anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác cũng càng không có chỗ trống để vãn hồi chỉ có thể tiếp tục ngồi như vậy chờ như vậy từng tầng quan huy nhàn nhạt trong suốt không ngừng bay lên từ trên người châu trạch phản ứng của ý thức có thể ảnh hưởng đến thân thể thân thể tan vỡ cũng có thể ảnh hưởng đến ý thức một chiếc gương, ngăn cách tất cả. Thậm chí, cho dù Châu Trạch có muốn cắt đứt liên hệ giữa linh hồn cùng thân thể, biến bản thân thành một cô hồn giả quỷ cũng không được, linh hồn cùng thân thể không liên quan gì đến nhau, tương đương với cùng nhau trói chặt vào một tảng đá, sau đó lại cùng nhau chìm vào đáy biển, chết đuối. Kết cục sau cùng chính là cả hai đều chết toi, cho dù là phe nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rõ ràng màn sáng màu xanh lam cũng đang không ngừng tiêu giảm đi. Nhưng Châu Trạch cảm thấy bản thân mình không thể chống đỡ nổi tới thời khắc màn sáng hoàn toàn tiêu tán. Cái hố này, quá sâu. Lần này thật sự muốn đùa chết bản thân rồi. Đúng lúc này, Châu Trạch bỗng nhiên nhìn thấy trên da dẻ của mình lại lộ ra một tầng vật chất màu đen, chúng nó giống hệt như thuốc cao da chó đang không ngừng phủ kín cơ thể mình. Thứ rác rưởi gì? Châu Trạch đưa tay lên theo bản năng muốn đập bay cái thứ rác rưởi mới xuất hiện trên cơ thể mình kia nhưng ngay sau đó anh dừng động tác bởi vì anh nhìn thấy sau khi thứ đồ màu đen này bao phủ cơ thể mình tốc độ trong suốt của cơ thể mình rõ ràng đã chậm hơn nhiều cô làm cái gì vậy bạch oanh oanh rất suy yếu dựa trên mặt đất nhìn tiểu lô ly đi tới đống đá lộn xộn bới tung lên lúc cô sống đúng là đáng bị ngâm lòng heo tiểu lô ly hung tợn mắng sau đó cô bé không ngừng moi móc áo giáp từ trong đống đá lộn xộn trước mặt lúc trước quỷ võ sĩ thứ hai bị một đao của tàu đỉnh đánh vỡ đầu cho nên ngoại trừ mũ giáp không còn thì những bộ phận khác của áo giáp vẫn còn nguyên mà ở phía dưới tượng điêu khắc võ sĩ cuối cùng bị tượng tàu đình thiêu đốt kia lại hoàn toàn trái ngược ngoại trừ mũ giáp ra những bộ phận còn lại đều đã bị thiêu rụi vừa lúc có thể giúp tiểu lô ly đào được nguyên một bộ tiểu lô ly mang theo thứ đó đi tới cuối người mặc áo giáp kia vào người châu trạch. Có tác dụng không? Hứa thanh lãng hỏi. Cho dù chỉ là một chiếc dao phay, nhưng nếu được một vong hồn đặt bên người tẩm bổ 500 năm cũng có thể biến thành pháp khí. Tiểu lô ly rất khinh thường mà liếc hứa thanh lãng một cái, tiếp tục làm chuyện của mình. Rất nhanh. Tất cả bộ phận thân thể của châu trạch đều đã được khoác lớp áo giáp Nhật Bản màu đen kia vào. Kẻo kẹt kẻo kẹt có két. Tiếng vỡ vụn còn đang truyền đến. Ngay từ đầu tiểu lô ly còn rất lo lắng. Nhưng sau khi cô ấy quan sát kỹ lại phát hiện. Hiện tại không phải thân thể châu trạch đang mục nát, mà là bộ áo giáp này đang từ từ rạn nứt. Điều này cũng có nghĩa bộ áo giáp ấy đang chia sẻ thương tổn với châu trạch. Tiểu lô ly không phát hiện một điểm. Da thịt vốn đang châu trạch bong tróc, máu thịt mơ hồ kia. Lại đang chậm rãi dung hợp với bộ áo giáp này, một loại dung hợp vừa nhỏ bé vừa quỷ dị còn nhớ rõ tầm 10 năm trước, phố lớn nhỏ nhỏ nhìn đâu cũng có thể thấy người đang làm bỏng ngô không? Dẫn theo cái lô nhỏ của mình. Đốt than Đảo đều tay. Bên trong tiểu táo không ngừng phát ra mấy tiếng tí tách giòn vang, đồng thời còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Lúc này tình hình của Châu Trạch chính là như vậy. Sau khi tiểu lô ly mặc áo giáp của võ sĩ Nhật Bản cho Châu Trạch, áo giáp cùng thân thể Châu Trạch không ngừng phát ra tiếng giòn vang này, tiếng động giống như khi đập trứng gà vào chảo dầu vậy. Bạch Oanh Oanh đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại ân cần nhìn ông chủ nhà mình. Thậm chí cả chuyện dung nhan của bản thân mình đang từ từ già đi cô ấy cũng không để ý chút nào, chỉ dành hết tâm sức chú ý tới ông chủ nhà mình. Hứa thanh lãng ở bên cạnh châm một điếu thuốc, một mình hít vào rồi lại nhả khói ra. Giống hệt như một gia đình bình thường, khi có thành viên nào đó bị bệnh nặng, phàm là người trọng tình cảm đều sẽ đập nồi bán sắt để đưa người ấy tới bệnh viện trị liệu, mặc kệ cái nhà này có vì vậy mà phá sản sụp đổ hay không, ít nhất cũng phải để người một nhà được khỏe mạnh. Hiện tại hứa thanh lãng đang cảm thấy như vậy đấy, cho dù mọi người ở đây đều đang bị thương rất nặng, thế nhưng dù phải trả giá tới mức nào đi nữa, chỉ cần cuối cùng người nào cũng được bình an, coi như đã có lời. Nhà đầu, mau thu hạt châu này của cô về đi, bần đạo không sao rồi. Lão đạo ngủ miên mang suốt 2 giờ cuối cùng cũng tỉnh, sau khi lão mở mắt ra lập tức nhìn thấy rõ ràng hạt châu kia còn đang phập phồng phập phồng trên ngực của mình, tại nhìn bạch quanh quanh bên cạnh ngay cả tóc cũng trở nên bạc trắng, cảm thấy hơi đau lòng. Thật là một cô bé tốt bụng, mặc dù cô ấy chỉ là cương thi nhưng lại có vẻ ngoài rất xinh đẹp, lại còn vì lão già 70 tuổi như mình mà biến thành bộ dáng hiện tại, thật sự là quá lãng phí. Không thể không nói, tuy rằng bình thường lão đạo có vẻ hồ đồ, mà mấy chuyện trộm cắp lừa đảo cũng đã làm không ít, thế nhưng có rất ít người biết lão vẫn một mực quyên tiền để mấy đứa trẻ miền núi được đi học. Chỉ riêng Đại Lương Sơn đã có chừng 100 học sinh được lão trợ giúp. Trước đây Châu Trạch đã từng hỏi lão, vì sao rõ ràng lão livestream kiếm được không ít tiền, thế nhưng tới giờ lão vẫn còn cô độc, ngay cả một căn nhà nhỏ cũng không có. Cho dù livestream là công việc mới thịnh hành trong mấy năm trở lại đây, thế nhưng châu trạch cảm thấy cho dù là cái nghề phong kiến mê tín lão làm lúc trước chỉ dựa vào tài ăn nói của lão chắc chắn khả năng lừa dối được tiền là rất khả quan không đến mức lăn lộn kém tới như vậy mới đúng nguyên nhân ở chỗ này lão đạo vẫn cảm thấy mình là người đạo môn thế gia từ sau đời tổ tông mình cho tới trước đời của mình tuy rằng một đời không bằng một đời thế nhưng cuối cùng vẫn là người có chút đạo hạnh chỉ có điều tới thế hệ của mình lại triệt để trở thành một vai bất nhập lưu vì thế lão chỉ có thể làm việc như vậy để lỡ sau này có gặp lại tổ tông chí ít cũng có một hai việc để mà kể lại không đến mức hoàn toàn làm mất mặt tổ tông bạch oanh oanh thấy lão đạo đã tỉnh lại kiểm tra tình huống thân thể của lão đạo một chút thấy lão không gặp phải nguy hiểm tính mạng rồi lập tức thu hồi đan châu của mình lại dù thế lúc này cô ấy đã là người da nhăn nheo tóc hoa râm trông có vẻ giống với luyện nghe thường trong bạch phát ma nữ truyện tiểu lô ly vẫn đang ngồi chồng hổn bên cạnh nhìn tình huống của châu trạch tuy rằng thương thế của châu trạch còn đang không ngừng chuyển biến theo chiều hướng xấu đi thế nhưng có thể thấy được loại tốc độ chuyển biến xấu này đã thực sự giảm bớt hơn lúc trước rất nhiều duỗi bàn tay non nớt của mình ra tiểu lô ly thử lật áo giáp lên lại kinh ngạc phát hiện máu thịt đã vỡ nát của châu trạch đang dính lại với áo giáp kia đây rốt cuộc là tốt hay xấu tiểu lô ly không dám chắc chắn mà cô bé cũng không dám nói phát hiện của mình ra, cô bé rất sợ chuyện này sẽ kích thích nữ cương thi đã hộ chủ sốt ruột tới mức gần như phát điên kia. Lão đạo gian nan ngồi dậy, nhận lấy ly nước hứa thanh lãng đưa tới uống hai ngụm, sau đó lại nhìn ông chủ một chút. Cũng đúng lúc này. Phía trên bỗng nhiên có một miếng thủy tinh được thảm vào vách tường vỡ nát. Sau đó, một khí tức vô cùng đáng sợ bỗng nhiên phủ xuống. Nữ cương thi rung lên sợ đến mức phủ phục trên mặt đất đây là một loại áp chế đến từ huyết mạch khiến cô ấy không thể không thần phục vào lúc này cha xứ mặc đồ người nhện đang ở bên cạnh cũng mở bừng mắt quỳ rạp trên mặt đất không để ý tới thương thế của mình lạnh rung giống hệt bạch oanh oanh vẻ mặt tiểu lô ly tràn đầy ngưng trọng ngay cả thở mạnh cũng không dám trên trán cô bé đã có mồ hôi lạnh rơi xuống loại khí tức này thật sự là quá đáng sợ Phản phất như chỉ cần đối phương nguyện ý là có thể câu linh hồn của chính mình từ trong cổ thân thể này ra, nuốt chửng. Ngược lại, lão đạo cùng Hứa Thanh Lãng lại chẳng có cảm giác gì, bởi vì cấp bậc của bọn họ còn chưa tới, không thể cảm nhận được khí tức ấy. Sau một khắc, cổ khí tức kia biến mất. Bạch Oanh Oanh lập tức bò qua xem ông chủ. Hai mắt Châu Trạch hơi run rẩy một chút, sau đó anh chậm rãi mở mắt ra vừa liếc mắt đã nhìn thấy bạch quanh quanh đầu tóc bạc trắng dung nhan tiều tụy. Ai? Thở dài một tiếng. Sau đó Châu Trạch lại nhắm nghiền hai mắt. Thứ nhất là lúc này, tình huống thân thể anh không cho phép anh nói quá nhiều hay làm chuyện gì. Thứ hai là lúc này anh có nói nhiều cũng chỉ như đang làm kiêu. Là người sống hai đời, hai đời làm lưu manh, nên xử lý loại chuyện này như thế nào từ xưa đến nay Châu Trạch vốn không hiểu được. Cho nên anh tiếp tục nhắm mắt. Giả chết. Hành động này của anh giống hệt với mấy tên lưu manh, sau khi chơi người ta rồi lập tức kéo số của người ta vào danh sách đen, từ đó mất tích không thấy tâm hơi gì nữa, mà loại đàn ông này trời sinh đã tự thắp sáng cây công nghệ, không cần ai dạy dỗ. Anh tỉnh rồi. Tiểu Lô Ly nói. Xèo xèo clip. Đúng lúc này. Tiếng kêu của hầu tử vang lên ở bên ngoài, không ngờ nó thật sự có thể tự tìm tới đây được thực sự là một con khỉ thông minh tới mức khiến kẻ khác phải giận sôi. Nếu như nói, ngay từ đầu Châu Trạch chỉ cảm thấy không biết làm sao đối mặt với mấy người lão đạo, Bạch quanh quanh, Hứa Thanh Lãng đang cố ý giả ra mình đã ngất, vậy sau đó chính anh lại hôn mê thật. Lần này thân thể anh đã bị móc rỗng vô cùng lợi hại, đương nhiên, linh hồn cũng bị tiêu hao không ít. Cũng không biết bản thân đã ngủ mê bao lâu, cũng có thể là nửa tháng gì đấy. Khi Châu Trạch lại mở mắt ra, anh phát hiện bản thân mình đã về tới phòng sách đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở tầng hai bạch quanh oanh đang dùng thăng lông ướt lau người cho mình đập vào mắt anh vẫn là mái tóc bạc châu trạch theo bản năng giơ tay lên đầu ngón tay chạm vào đầu bạch quanh oanh thân thể bạch quanh oanh run lên nghiêng đầu ánh mắt mang theo vui mừng nhìn chằm chằm châu trạch hô lên ông chủ anh tỉnh rồi sao từng châu trạch lên tiếng anh có muốn ngồi dậy không Châu Trạch gật đầu. Bạch Oanh Oanh cầm gối đầu lót sau lưng Châu Trạch, sau đó lại để anh dựa vào bệ cửa sổ ngồi dậy. "Mặt của cô?" Châu Trạch mở miệng nói. Nghe vậy, trên mặt Bạch Oanh Oanh lộ ra chút cô đơn, dường như cô ấy cho rằng ông chủ thấy mình không còn gương mặt bóng loáng xinh đẹp như nữ sinh cấp 3 nên không còn cần mình nữa, vì thế cô ấy lập tức lo lắng nói: "Ông chủ yên tâm, tôi sẽ tranh thủ thời gian tu luyện lại, bổ sung lại bổn nguyên của bản thân." trong thời gian đó tôi có thể che mặt đi, nếu như anh không thích. Châu Trạch lắc đầu, không biểu thị gì, chờ khi thân thể mình tốt hơn một chút, đương nhiên mình phải có trách nhiệm bổ sung lại số bổn nguyên bạch quanh quanh đã bị mất đi. Thật ra, trong chuyện này, vẫn do bản thân mình sai, lòng đồng tình tràn lan, quản quỷ điện báo cái quái gì không biết. Tuy rằng kết cục viên mãn, nhưng trong quá trình, không cách nào phủ nhận chuyện bản thân mình đã rơi vào tròng của người ta, lại còn khiến người bên cạnh mình vì mình mà phải mạo hiểm, đồng thời còn phải bỏ ra cái giá cực lớn. Rõ ràng mình đang mở phòng sách, làm một quỷ sai kiềm chế tiểu quỷ, sau đó đọc báo chí, uống cà phê, cuộc sống tạm ổn thư thả qua ngày. Thế nhưng hết lần này tới lần khác mình lại không quý trọng nó, luôn muốn làm đại anh hùng làm gì không biết. Châu Trạch cười tự dễu một tiếng, sau đó nói, tắm giúp tôi. Từng, được, ông chủ. Sau mỗi lần Châu Trạch bị liệt tỉnh dậy, yêu cầu đầu tiên của anh chính là muốn mình tắm giúp anh, bởi vì ông chủ có bệnh thích sạch sẽ, không thể chịu đựng được cảm giác thân thể bẩn thỉu. Bạch Văn Oanh rất vui vẻ, bởi vì cô ấy cảm thấy nếu Châu Trạch đã nguyện ý để cô ấy tiếp tục tắm cho anh, cũng đồng nghĩa với anh không ghét bỏ cô ấy. Đây là một cô gái ngây thơ đơn thuần, tuy rằng cô ấy cũng không phải đơn thuần như vậy, nhưng ít ra khi cô ấy ở chung với mình, cô ấy thật sự đơn thuần như vậy. Có đôi khi Châu Trạch sẽ nhớ lại hình ảnh trong camera mình đặt ở phòng sách cũ lúc trước, chính là hình ảnh khi Bạch Oanh Oanh mới tỉnh dậy xuống tầng dùng đầu lưỡi khuấy khuấy trong ly nước của mình. Hiện tại suy nghĩ lại một chút. Anh cảm thấy trong hành động của cô ấy ngày đó còn mang theo chút nghịch ngợm. Có lẽ người với người chính là như vậy, ở chung lâu rồi cũng bắt đầu quen thuộc, từ đó cũng sẽ hình thành những cách nhìn khác trước. Dường như Châu Trạch đã quên mất Trước đây khi mình nhìn thấy một màn này trong camera giám sát đã bị dọa đến gần chết. Bạch oanh oanh ôm châu trạch đi xuống tầng, vào phòng vệ sinh, lão đạo cùng mấy người hứa thanh lãng đều không ở đây. Bạch oanh oanh nói lão đạo đi thi bằng lái, lão hứa thì lại về với ông bà. Châu Trạch nhớ lần trước lão hứa nói khi nhà cũ của cậu ta dời phần mộ tổ đã xảy ra chút chuyện, chẳng qua hình như lúc ấy mình đang bận rộn chuyện gì đó nên chưa hỏi cậu ta, mà cậu ta cũng không nói tỉ mỉ. Về phần cha xứ, anh ta đang cần cù chăm chỉ mà quét dọn vệ sinh phòng sách. Bộ quần áo người nhận của anh ta đã bị vỡ nát trong trận chiến lần trước. Vì vậy lão đạo lại mua mấy bộ quần áo khác cho anh ta, là quần áo đét cung. Lão đạo nói quần áo kiểu này mới thích hợp với anh ta, dù sao thì da thịt của anh ta cũng đã bị thiêu cháy hết, không thể để người nhìn thấy được. Ngồi trên ghế xếp nhỏ phòng vệ sinh, bạch oanh oanh tỉ mỉ tắm rửa cho châu trạch, trên người châu trạch có không ít bùng nhão, không cần nghĩ cũng biết đó là cái quái gì. Thế nhưng cái đồ chơi nhỏ này lại dùng rất tốt, nhất là khi trị liệu ngoại thương lại càng có hiệu quả, cho dù châu trạch có thích sạch sẽ hơn nữa cũng chỉ có thể im lặng thừa nhận. Chờ khi thân thể của tôi khỏe lên rồi tôi sẽ giúp cô hồi phục. Châu Trạch nói với Bạch Oanh Oanh. Ừm, cảm ơn ông chủ. Bạch Oanh Oanh tiếp tục giúp lau rửa thân thể cho Châu Trạch, sau đó nói, ông chủ, không đủ sữa tắm, tôi đi ra ngoài lấy thêm. Châu Trạch gật đầu. Bạch Oanh Oanh đi ra khỏi phòng vệ sinh. Hơi nghiêng đầu, Châu Trạch gắn gượng đứng lên, xương cốt thấp người truyền tới tiếng giòn vang vì hành động của anh, hẳn là vì anh nằm trên giường quá lâu nên mới vậy. Nhìn gương mặt tràn đầy râu ria trong gương, đột nhiên Châu Trạch cảm thấy có chút xa lạ. Chẳng qua, hình như lần này tình huống thân thể mình còn tốt hơn mấy lần trước một chút, cũng không biết có phải vì mình nằm lâu hơn hay không. Nói chung là lần này khi mình tỉnh lại, ngoại thương trên người đều đã khôi phục gần hết, đương nhiên thân thể của anh vẫn rất suy yếu suy yếu đến mức châu trạch bỗng nhiên trượt chân cả người trực tiếp ngã xuống châu trạch theo bản năng vươn tay có ý muốn giữ vững thân thể rầm sau khi té xuống cảm giác đau đớn lại không quá rõ ràng giữa lúc châu trạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn bỗng nhiên anh nhìn thấy vị trí cánh tay mình xuất hiện một chiếc áo giáp màu đen nó cản trở sự va chạm của bản thân mình lúc rơi xuống đất châu trạch chậm rãi đứng lên một lần nữa đưa tay chạm lấy mảnh áo giáp bỗng nhiên xuất hiện này lại phát hiện dường như thứ này vốn sinh trưởng trên cánh tay của mình nếu mình cố tình kéo nó xuống chắc chắn phần da thịt nơi ấy cũng sẽ bị kéo xuống theo châu trạch lại nhìn về phía bản thân mình trong gương sau đó lặng lẽ lui về phía sau hai bước khẽ ngẩng đầu lên sau một khắc một bộ áo giáp võ sĩ nhật bản màu đen chậm rãi từ từ nổi lên bao phủ khắp người châu trạch bọc kín cả người anh vào bên trong. Trong phòng vệ sinh bị vây kín này, cũng lập tức nổi lên trận trận âm phong. Tài liệu chính để làm nên bộ áo giáp này là trúc, ngoài ra còn có một bộ phận kim loại, toàn thân màu đen, được chế tác rất tinh xảo, khiến người ta nhìn mà cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thật ra, so sánh với áo giáp của các quốc gia khác, áo giáp của võ sĩ Nhật Bản cho dù là lực phòng ngự hay là tính thực dụng, đều không thể coi là tối ưu nhất bởi vì trong một đoạn thời gian rất dài người nhật bản vẫn luôn đóng cửa ở lại trên đảo của mình chơi trò thời đại chiến quốc cấp bậc thôn trưởng nhưng bỏ qua hết những khuyết điểm kia quan trọng là nó rất đẹp dù là châu trạch lúc này khi anh nhìn vào gương thấy bản thân mình đang khoác lên người bộ chiến giáp này anh không hề cảm thấy khó chịu hay phẫn nộ vì đột nhiên trên người mình lại nhiều thêm một món đồ trái lại anh còn cảm thấy nếu tạm thời không nhắc tới tính thực dụng cùng tính phòng hộ gì gì đó chỉ riêng chuyện đang đánh lộn đột nhiên bộ áo giáp này hiện ra cảm giác đúng là siêu ách nếu bên cạnh còn có lão đạo đúng lúc phối hợp thêm một bản nhạc nền cổ điển hiệu quả lại càng tốt hơn nữa có lẽ bản thân đã bị sản phẩm văn hóa nhật bản thời cận đại ảnh hưởng chí ít đối với châu trạch anh thực sự không ghét bộ áo giáp này châu trạch còn nhớ rõ khi anh còn bé còn ở trong cô nhi viện sau bữa cơm chiều sẽ có một đám bạn nhỏ tụ tập trong phòng khách nơi có chiếc tivi duy nhất ở đây Mọi người cùng nhau ngồi trên băng ghế nhỏ chờ xem phim hoạt hình. Lúc kia đầu ghi video cùng với mấy loại VCD hay DVD thời sau này đều chưa phổ biến, cho nên cơ bản là trên TV có chiếu gì thì mọi người xem thứ đó. Có một thời gian ngắn, một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, Ronin ở từng hót khắp toàn bộ đại lục, tạo nên cơn bão lớn trong nước. Cho dù hiện tại xem lại vẫn thấy những bộ áo giáp trong phim cùng với một số bản nhạc nền chung ni không hề tục hậu chút nào. Châu Trạch đưa tay nhấc chân. Vặn eo. Cho dù hiện tại thân thể anh có chút hư nhược nhưng Châu Trạch vẫn đang kiên trì làm vài động tác trước gương, khiến người ta cảm thấy anh già rồi nhưng vẫn còn điên cuồng lắm. Chờ khi chơi đồ đủ rồi, Châu Trạch lại nhắm mắt lại, áo giáp nhanh chóng biến mất. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi xuống, trên người đã chảy mồ hôi đầm đìa. Vừa lúc Bạch Oanh oanh lấy thêm sữa tắm tới một lần nữa đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy trên người Châu Trạch lại toát mồ hôi cô ấy cảm thấy chẳng hiểu ra sao, chỉ còn cách giúp Châu Trạch tẩy rửa thêm một lần nữa. Hưởng thụ sự phục vụ của nữ bột nhà mình, ông chủ Châu tắm rửa xong thay quần áo sạch sẽ rồi lại được bạch quanh quanh dìu tới ngồi vào vị trí anh thích nhất trên sofa. Trên bàn trà trước mặt còn có một mâm kẹo, còn có cả cà phê cùng báo chí. Ánh nắng buổi trưa nhàn hạ, không thể lãng phí được. Ông chủ Châu lại nhanh chóng sắm vai cá muối, có thể đây là hành động trên bản tính của anh. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện lần trước, Châu Trạch bắt đầu sinh ra một loại bài xích theo bản năng đối với bất kỳ chuyện gì khiến bản thân mình phải rời khỏi phòng sách. Tính cách của anh có chút ích kỹ thật, lại còn có phần ta chỉ làm cá muối thật thỏa thích, dù ta mặn sau khi chết nước biển vẫn ngập trời. Lúc này, lão đạo đã trở lại phòng sách, đầu lão đầy mồ hôi, vừa thấy Châu Trạch đang dựa vào ghế salon đọc báo, lão đạo hưng phấn cười, ha ha, hai tiếng, sau đó mới cầm chai bia ướp lạnh bu lại, nói, ông chủ vừa về đến nhà nhìn thấy ông chủ có thể ngồi đây đọc báo như thường ngày cảm giác thật quá tốt lão đạo có ý giống như một người chồng lao động cần mẫn bên ngoài vừa về đến nhà đã thấy cô vợ mình đang cho con bú cho dù cả ngày có mệt nhọc bao nhiêu cũng đều tiêu tán nói chung lời này nghe thế nào cũng cảm thấy là lạ châu trạch nhìn thoáng qua lão đạo thấy tinh thần lão rất phấn chấn bước đi hiên ngang bỗng nhiên có chút ước ao được như thằng này sau chuyện lần ấy, cho dù lão đạo được thi đan của Bạch Oanh Oanh kéo dài tính mạng, nhưng thi đan ấy cũng chỉ có thể đảm bảo cho lão không chết mà thôi, thật không ngờ sinh mệnh lực của lão đạo lại ương ngạnh như vậy. Mới không bao lâu lão đã khỏe mạnh như thường rồi. Ông lão 70 tuổi lại có sinh mệnh lực đáng sợ như thế, hơn nửa buổi sáng còn có thể nhất trụ kình thiên, trong đầu luôn nghĩ tới hôm nay có nên làm hay không, thật sự là ghen tị với lão quá đi. Thân thể ông thế nào rồi? Châu Trạch hỏi cho dù thế nào đi nữa anh vẫn phải quan tâm hỏi han một câu cho dù châu trạch cảm thấy cho dù tối nay lão đạo có lăn qua lăn lại một lông hai phượng cũng chẳng có vấn đề gì rất khỏe cảm thấy càng khỏe mạnh hơn so với trước kia lão đạo vỗ vỗ bộ ngực của mình rồi ngồi xuống bên cạnh châu trạch sau đó lão đưa tay lặng lẽ chỉ chỉ bạch oanh oanh đang bận rộn ở phía sau nhỏ giọng nói ông chủ chuyện thân thể của oanh oanh cậu có thể giải quyết được không chờ tôi khôi phục tốt rồi sẽ giải quyết Vậy là tốt rồi, cô bé vốn xinh đẹp biết bao nhiêu. Lão đạo chấp chấp miệng đi tới phòng vệ sinh, sau đó lão lại đi ra mở tivi, tùy tiện đổi kênh. À, ông chủ, hôm nay có một trận bóng, cậu có muốn xem không? Không có hứng thú. Châu Trạch không phải một người mê bóng đá. Là trận thi đấu của đội thông thành, hình như còn là giải bóng đá ngoại hạng, FA Cup Trung Quốc. Mùa giải liên đoàn bóng đá Trung Quốc đối đầu với giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc đó, đây là chuyện rất hiếm thấy bần đạo phải xem mới được thật ra lão đạo cũng không phải là người mê bóng đá chỉ có điều lão lại có chút duyên phận với bóng đá từ mấy năm trước khi lão còn đang vào nam ra bắc lão đã từng được mời tới sân nhà của không ít câu lạc bộ làm lễ cúng bái có ý khai quan cho câu lạc bộ tích thêm chút vận khí đại khái là mấy đội bóng kia đều là những đội có chút không may mỗi khi đá trên sân nhà toàn suốt trúng cầu môn hoặc gặp chuyện không may mắn gì đó dù sao thì lão đạo cũng mèo mù vớ cá tráng hoặc cũng có thể là sau khi đám cầu thủ thấy sân nhà mình được khai quan dẫn tới trạng thái tâm lý được gia trì biến đổi lớn thành tích sân nhà bỗng chốc trở nên khá hơn vì thế lão đạo rất được hoan nghênh sau khi tạo lập được danh tiếng còn được mấy câu lạc bộ khác mời tới làm lễ cúng nếu nói người trung quốc thật sự mê tín thì cũng không đúng đừng xem trong chùa miếu hương khói nhan đèn phồn thịnh nhưng thật ra đa số người đều đi vì náo nhiệt thôi sau khi vào miếu liền cúi chào căn cứ theo tinh thần số đông hơn nữa thật ra đây vốn không thể tính là mê tín trước khi mấy cao ốc khởi công hay trước khi mấy bộ phim ảnh khởi động máy vẫn đều bày bàn dân hương có ý mong rằng chuyện được thuận lợi bình an chẳng qua mấy năm trước lão đạo chơi đùa quá mức tạo thành hiệu ứng hồ điệp nếu ông mời đạo sĩ thì tôi đây sẽ mời khiêu đại thần hoặc hòa thượng nói chung ông đứng hát tôi lên đài thần tiên các phái đều tới gia trì phát huy trọn vẹn sự đặc sắc trên mặt văn hóa của địa phương nơi câu lạc bộ đó đặt chân, vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua hành động này đã bị một người yêu bóng đá chụp lại, đăng lên web, bản thân người mê bóng đá vốn chỉ có ý trêu chọc, thế nhưng bên trên lại chú ý tới chuyện này, liên đoàn bóng đá lập tức phát xuống một bộ công văn, cấm không cho câu lạc bộ nào làm chuyện như vậy nữa. Vì thế lão đạo cũng chặt đứt con đường tài vận này, chỉ có thể chuyển qua ngành nghề livestream, mà chuyện đó lại nói sau hứa thanh lãng không lái xe về với ông bà dù là đi tới hay đi về cũng đều là đi xe khách sau khi cậu ta xử lý xong chuyện của gia tộc đi xe khách trở về trên đường nhìn thấy dường như tài xế cứ một mực len lén đánh giá bản thân mình được rồi đối với loại ánh mắt quan sát này hứa thanh lãng đã khá quen rồi cũng đã miễn dịch với nó dung mạo và khí chất của chính mình là thế nào cậu ta cũng biết đây cũng là chuyện chẳng có cách giải quyết chỉ có điều dường như tài xế này có điều gì đó không đúng thỉnh thoảng anh ta còn điện thoại di động ra nhìn xem sau đó lại cố ý nhìn bản thân mình một chút qua kính chiếu hậu cuối cùng tài xế không nhịn được hỏi cậu là nữ trang đại lão à hứa thanh lãng nhất thời nghe không hiểu ý của anh ta nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha